Xin chào anh em, thì hôm nay em xin giới thiệu về một vài cái thao tác sử dụng và cài đặt của dòng âm ly đa kênh Pioneer có model là VSA AX3 ha. Rồi thì đây là nút nguồn chính ha, nút tắt điện hoàn toàn của máy, và đây là nút nguồn standby ha, nhấn lên nó sẽ sáng đèn đỏ standby ha, và nhấn lên ha. Và đây là cái nấm điều chỉnh đa năng anh em, thì thông thường khi không chỉnh gì ha thì nó sẽ trở thành nút điều chỉnh ngõ vào. Và bên đây là nút volume. Volume này điều khiển theo cái hướng là điều khiển vô cực. Tức là nó điều khiển theo decibel và nó sẽ vặn liên tục ha. Khi mà nó trở về âm 80 decibel ha thì nó sẽ không có tác dụng. Khi lên thì nó âm thanh nó sẽ lên. Hiện tại em đang ngắt âm thanh rồi ha. Rồi. Đây là thông thường ha, đây là cái nút điều chỉnh ngõ vào đây. Và với cái dòng Pioneer AX3 này ha, thì nó sẽ hỗ trợ cái kết nối là cổng quang, thì anh em có thể lấy cái tín hiệu từ Smart TV đi xuống ha, từ YouTube ha, kết nối vào âm ly để có thể chơi trực tiếp luôn. Và có thể âm ly Pioneer này thì nó có khả năng kết nối với cổng analog ha, tức là hai ngõ vào ha. Hiện tại thì em đang kết nối cái ngõ vào cổng analog ha, là tên là CD, và cái cổng cổng quang ha, cổng quang thì tên là TV ha. Thì chút nữa em sẽ test lại cái âm thanh này. Và với cái cổng những cái kết nối này ha, thì âm ly này nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều cái chế độ nghe xem phim và nghe nhạc ha. Thì ở đây nó sẽ đã làm sẵn cho chúng ta là cái chế độ là movie và music ha. Em ví dụ là nút music ha, thì nó sẽ hỗ trợ cho những cái chế độ về music ha, thì ta có thể nhấn vào và xoay ha. Xoay xem là cái chế độ nào nghe nào ok nhất ha, hay nhất ha, thì ta lựa chọn. Sau khi lựa chọn thì ta nhấn enter ha. Enter tức là ta sẽ đã lựa chọn cái chế độ nghe đó rồi. Rồi đối với cái dòng Pioneer này thì nó vẫn sẽ hỗ trợ cho chúng ta cái chế độ nghe nhạc bằng 7 kênh loa ha, khá là hay ha. Ta nhấn music ha. 7 CH stereo, thì với cái chế độ này ta nghe nhạc bằng tất cả các kênh loa để không lãng phí bất kỳ một cái loa nào ha. Ta chọn nhưng mà ta không nhấn enter thì nó không nhớ đâu ha. Ta nhấn music ha, 7 kênh stereo, nhấn enter tức là nó sẽ nhớ cái chế độ này vào ha. Mấy anh em thấy trên cái màn hình ở chế độ là TV sát ha, thì ở trên cái ô nó signal đó là chữ là digital nha. Còn những cái chế độ khác ha, ví dụ như là cái cổng CD thì em đã lựa chọn sẵn nó là cổng analog ha. Rồi đó là một số cái chế độ nghe mà cái nắp cốp ra bên trong, thì ở đây nó sẽ cho phép chúng ta là cài đặt. Đối với cái dòng này thì nó sẽ có thể cài đặt trực tiếp ở trên máy luôn. Có nút là multi job ha, setup. Control return ha, để trở ra ha. Đây là nó sẽ kết hợp một nút, hai nút ha, nút xoay và nút enter để mà thay đổi các chế độ ha. Thì chút nữa em sẽ test lại cái các thông số cài đặt ha. Rồi signal select ha, thì ở đây em có thể lựa chọn là em ví dụ như là cổng CD thì ta có thể lựa chọn là cổng quang hoặc là cổng analog ha. Khi mà nhấn đây thì nó sẽ thay đổi đến đây. Rồi tăng cường được số lấy mẫu ha, một số cái chế độ sạc lá bắt ha. Rồi nút này cũng thường ít sử dụng ha. Và đây là nút midnight và no net ha. Midnight đó là chế độ nghe nhạc vào ban đêm thì nó sẽ cho ra cái âm thanh êm dịu hơn ha. Và low net là cái tăng cường bass chép. Rồi những cái nút video ha, những cái nút này thì ta không quan tâm ha, nó liên quan tới hình ảnh. Và tiếp theo đó là nút CH volume ha, thì đây là cái volume của từng kênh loa ha, và tăng cái volume cộng trừ ha. Thì với những cái volume này thì ta có thể cài đặt vào bên trong cũng được ha, thì chút nữa em sẽ hướng dẫn các anh em ha. Và đây là nút boost in. Rồi ha, ở đây là nút speaker, thì đối với cái dòng này thì nó sẽ cho phép chúng ta đánh rất là nhiều chế độ. Một là chế độ đánh là A hoặc B hoặc A cộng B, và khi đánh là chế độ A cộng B thì trợ kháng nó phải phù hợp
Với cái dòng Amplifier Beuner này thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta cái trở kháng từ 6 ohm cho tới 16 ohm ha. Nên đánh là chế độ A cộng B cũng rất là khó lựa chọn cái loa ha. Thì ở đây nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta là chế độ Ontario ha. Thì do cái cấu hình đang cài đặt là lựa chọn là 7 kênh stereo ha. Nên nó sẽ không có cái chế độ là B ha. Thì chút nữa em sẽ soi phía sau, anh em sẽ thấy là nó có thể lựa chọn là ví dụ như là loa sọc ra bắc là đánh là theo loa A hoặc là đánh là theo loa phòng B. Hiện tại là 7 kênh nên nó sẽ không còn là loa B nữa. Tiếp theo nữa là lúc nút tone ha, thì có thể tăng tắt mở, có thể đi nhạc mộc hoặc là có tone bass chép ha, và ta nhấn lựa chọn bass hoặc là chép để tăng giảm ở đây. Rồi cộng 6 là lớn nhất ha. Rồi đó là một vài cái thao tác về cái nút điều chỉnh bên trong ha. Tiếp theo đây là cái nút stereo hoặc direct, ta có thể lựa chọn là đi trực tiếp hoặc là nhạc hát nhạc stereo hoặc là multi set in, tức là ta có thể đưa vào năm ngõ vào hoặc là 7 ngõ vào trực tiếp ha, không qua giải mã, đi trực tiếp luôn. Và đây là nút để gọi cái chế độ equalizer ha. Thì anh em sẽ thấy là nó sẽ có cái đèn MCACC ha, nhấn vô off tắt EQ, mở tất cả các kênh phong, chế độ phong hoặc là chế độ bộ nhớ số 1 hoặc bộ nhớ số 2 ha. Rồi tùy theo cái bộ nhớ ta cài đặt bên trong thì nó sẽ gọi ra cái bộ nhớ về EQ ha, và dòng này nó sẽ cho phép chúng ta điều chỉnh equalizer luôn ha. Rồi em sẽ quay cái khu vực bên đây ha, để ta vào cái thao tác cài đặt. Thì đối với cái dòng này ha, thì anh em có thể sử dụng một cái khiển để mà nhấn cài đặt ha. Thì nó có thể đầu tiên để đi sử dụng cái khiển ha, thì tùy theo loại ở trên nó sẽ có chữ là receiver hoặc là AMB tùy theo cái khiển ha. Đây là khiển đa năng của cái DT theo máy của Beuner, thì nó có thể điều khiển đầu DVD Beuner, CD Beuner, thì để điều khiển lại cái âm ly thì ta bắt buộc phải nhấn nút receiver, thì một số chức năng nó mới hiểu là điều khiển cho âm ly ha. Ở đây nó sẽ nút setup ha. Rồi. Rồi. Thì nó cũng sẽ tương tự như là nút trên đây ha. Và nút mũi tên qua lại lên xuống ha, thì nó sẽ trở thành nút này ha. Và đây là nút return, nút trở ra ha. Nó cũng tương tự như đây. Rồi. Rồi, ta bắt đầu cài đặt ha. Em hướng dẫn anh em trực tiếp ở trên cái Amplifier luôn ha. Rồi, ta di chuyển xuống Surround Setup ha, Enter ha. Và di chuyển xuống Normal, Enter, Speaker Set ha, cài đặt loa ha. Ở đây là em lựa chọn là loa lớn ha. 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 Để thay đổi thì ta nhấn Enter và thay đổi đây ha. Sau khi thay đổi là loa lớn ha, Enter. Rồi tiếp là Center thì cũng thay đổi luôn là loa lớn ha. Thì ta phải cấu hình lại là loa lớn ha, thì âm thanh nó mới sẽ tối ưu nhất. Enter, Surround cũng chọn là loa lớn luôn. Enter, Surround ha, No, thì bây giờ Last nhân 2 là ta chọn hai loa. Ở cái loa sub này thì anh em nhớ giùm em là lại phải lựa chọn là Plus ha, thì như vậy nó mới sẽ có cái tiếng sub ra ha. Plus, Enter. Rồi, Exit, Channel Level. Thì với cái mục này khi ta nhấn vào thì nó sẽ đo lại các thông số của loa ha, và nó sẽ có cái tiếng động lớn ở loa ha. Rồi, nó sẽ dò cái thông số ha. Ta có thể giảm cái volume lại, chuẩn bị cái bằng cái nút volume. Ha, chuẩn bị tay cái nút volume để giảm lại. Ha, thì đây là những cái thao tác cài đặt ban đầu thôi. Ha, ở đây em đã chỉnh hết rồi. Cho center,
Vâng vâng tất cả các kênh lon đều đã được tăng lên cộng 10 ha, thì để thay đổi ha cũng đơn giản ha, nhấn enter và thay đổi thôi, rồi sau đó nhấn enter rồi, rồi exit exit ra, rồi nó sẽ nhớ lại cái bộ nhớ ở trong cái cài đặt ha. Rồi thì đó là cái thao tác để mà cài đặt loa exit ha, enter exit. Rồi trở ra đó là cái thao tác cài đặt loa ha. Rồi, cài đặt ta cũng vào lại một surround setup ha, nhấn enter ở một whisper, nhấn enter acoustic call cài đặt cái equalizer. Thì ở đây em sẽ cài đặt cho cái bộ nhớ số 1 ha, custom adjust ha, ta nhấn enter on jack adjust, điều chỉnh cho tất cả các kênh lo, enter luôn để cài đặt cái equalizer cho mỗi kênh tất cả đều hết luôn. Rồi ta giảm nhỏ cái volume lại ha. Nó hỏi là cài đặt equalizer cho lò phòng led ha, enter. Rồi ở đây phòng led ha, nó anh em chú ý cái thao tác giùm em ha. Ở đây nó sẽ có, khi mà ta xoay cái núm này ha, thì nó sẽ có cái tần số, như là tần số thứ nhất ha là 63 Hz ha, tần số thứ hai 125, tần số thứ ba 250, tần số thứ từ 4 kg, thứ năm là 11 kg ha. Rồi ta chọn là cái tần số nhỏ nhất ha, tần số nhỏ nhất là tần số bass ha, enter ha. Thì em sẽ cho lên là cái số em cộng 5 ha. Lớn nhất của nó là cộng 6 ha, thì em cho là cộng 5 ha. Và enter, tiếp theo nữa là cái cộng 125, enter ha. Em cho cộng 4 ha. Enter và 250 ha, thì em cho cộng 1, 4 kg ha, thì cho cộng 4 ha, để cho cái tiếng chép nó sáng tí, và 11 kg ha, thì em sẽ cho là cộng 5 luôn, cộng 6 ha, là cho tiếng chép nó khỏe hơn, sáng tiếng hơn. Rồi ta kiểm tra lại ha, 5 anh em nhớ giùm em ha, 5 4 1 4 6 ha. Thì tương tự như vậy ta sẽ chỉnh cho cái loa R ha. Rồi enter 5, anh em nhớ giùm em là phải chỉnh nó đều nhau ha. Rồi như vậy là đã chỉnh cho những cái kênh như là left và right ha, còn các kênh còn lại thì anh em cứ theo cái thao tác này mà điều chỉnh thôi ha. À, tương tự ta xoay như vậy thôi. Rồi thì như vậy là đã cài đặt xong cái EQ. Rồi trở ra thì lúc này nó sẽ nạp vào bộ nhớ ha, nó cho custom 1 ha, chúng ta đã cài đặt cái equalizer cho custom 1. Rồi em sẽ mở lại cái đoạn nhạc ha, để test các cái chất âm và các ngõ vào cũng như là cái EQ. Trở ra, rồi trở ra, đây là trạng thái ban đầu ha. Các chế độ EQ
em sẽ thấy là sau khi cài đặt thì cái chất âm nó mạnh hơn những cái chế độ kia. Giảm bass em trong mộng tắt vào nét ha, bay xuống trận nhận diện thời gian nhớ nhớ tình. Rồi, sử dụng con này thì cũng đơn giản mà thôi ha, thì cái thao tác để mà cài đặt ha, thì ta chỉ cần làm một lần mà thôi. Rồi, về cái kết nối dây phía sau ha. Đây là cái kết nối quang ha, anh đang kết nối là cổng quang số 1 ha. Và đây là cổng analog cho ngõ CD. Và đây là cái kết nối lo phía sau ha, thì anh em nào chỉ có hai lo ha thì ta nối vào left right ha, hoặc là có thêm một lo center thì ta lắp vào center, hoặc là một cặp lo cho vị trí short round và short back ha. Thì short round này thì cũng có khả năng là đánh ở dạng loa B ha. Hiện tại đang cài đặt sử dụng cho là 7 kênh stereo, 7 kênh. Thì trên đây là một vài cái thao tác sử dụng và cài đặt của cái dòng Amply Darken Builder VSA i3. Thì xin cảm ơn anh em đã theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Xin chào tạm biệt ạ.